Thưa quý vị và các bạn, tạm gác lại những bộn bề thường nhật, quay trở về gần hơn với những giá trị của gia đình, tình thân và những người xung quanh, cùng nhau cảm nhận nhịp đập của cuộc sống và có hạnh phúc nào trọn vẹn hơn khi mà mọi người trao cho nhau những món quà ý nghĩa, mang theo những lời chúc về một năm mới rực rỡ và sự hanh thông. Thấu hiểu được tâm ý này, dịp Tết Quý Mão năm 2023, P&G gửi đến quý khách của mình chương trình mang tên Trao quà xuân mỹ mãn, đón vạn hỷ bình an. Theo đó, từ nay đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, P&G dành tặng khách hàng rất nhiều ưu đãi khi mua các sản phẩm áp dụng cho cửa hàng thuộc trung tâm thương mại, siêu thị. Ưu đãi nhận lộc đầu năm khi mua trang sức vàng bạc kim cương. Trong dịp Tết Quý Mão, P&G giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt hình tượng mèo vàng quý nhân. Không chỉ là vật trang sức, hình tượng mèo còn là biểu tượng của sự cát tường, thịnh vượng, hòa giải khí xấu, tăng vận đào hoa. Khi mua trang sức P&G, mỗi quý khách đã đóng góp đến 500.000 đồng vào hoạt động siêu thị mini Tết không đồng, chăm lo cho người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đón một năm mới thêm ấm no và trọn vẹn.